khách hàng này cực kỳ lươn lẹo, không hề có cái gì cả. Và đây là đơn hàng cân rưỡi, khi bị hoàn về không hề có cái gì. Thật là lươn lẹo. Mình thấy nghi là cái hàng này bịp từ đầu rồi. Cho hàng đi giả vờ quay clip là thiếu hàng, sau đó gửi hàng về thì làm một cái hộp không. Đây là ít bột canh cho mì tôm này, 50g nhá. Hộp không, không có gì cả. Mình yêu cầu không hoàn lại tiền cho vị khách hàng. Láo xược này. Kiểu cái chó. Đấy. Khách hàng lươn lẹo. Cũng may mình thấy cái hộp không nhẹ nhẹ. Đó. Mang hàng nhà mình toàn bọc tí bóng.